2 ngày là hết nóng gan, 6 cách giải độc gan đơn giản mà không cần dùng đến thuốc. Gan nhiễm độc khiến cơ thể mệt mỏi, mụn nhỏ, ngứa ngáy, vô cùng khó chịu. Do đó, cần phải có chế độ ăn uống lành mạnh để giải độc gan. Trước khi tìm hiểu 7 cách giải độc gan hiệu quả, chúng ta cùng điểm qua một số dấu hiệu gan bị nhiễm độc và xem có bạn nào bị không nhé. Hơi thở có mùi. Khi gan bị nhiễm độc, các chất cặn bã sẽ tồn tại lại, không thể thoát ra ngoài bằng đường phổi, khiến hơi thở của bạn có mùi. Bỗng thấy hơi thở của mình có mùi hôi khác thường, thì đó có thể là biểu hiện của gan bị nhiễm độc. Đắng miệng. Những người bị viêm gan sẽ dẫn đến sự rối loạn của dịch mật, khiến miệng của bạn bị đắng, khô, dễ đau đầu, mắt đỏ, dễ cáu gắt. Nóng trong người, mụn nhọt, bẩn ngứa. Xuất hiện mụn nhọt ở khắp người, đặc biệt ở vùng mặt và lưng, là dấu hiệu của người bị nhiễm độc gan. Gan bị suy giảm chức năng, khiến các độc tố không thoát ra được bên ngoài, làm cơ thể bị nhiễm độc, nóng trong, phát mụn nhọt. Táo bón, mệt mỏi, chán ăn. Hệ tiêu hóa bị rối loạn do chức năng gan suy giảm, hạn chế dịch bệnh điều tiết dinh dưỡng. Các chất độc tồn tại bên trong khiến cơ thể mệt mỏi. Mệt mỏi, táo bón, chậm tiêu khiến bạn có cảm giác chán ăn. Do đó, cần có biện pháp giải độc gan gấp khi có hiện tượng này. Da vàng nhợt nhạt. Đây là một dấu hiệu tiêu biểu của việc gan bị tổn thương. Lượng độc tố không thoát được ra bên ngoài sẽ tích tụ ở da, khiến da bị đổi màu. Một số biểu hiện khác ngoài những biểu hiện cụ thể như trên, như xuất hiện vết bầm tím, tóc và móng khô, dễ gãy rụng. Chế độ ăn uống ảnh hưởng lớn đến việc điều tiết của gan, do đó nó có thể có tác dụng tốt hoặc xấu cho gan của bạn. Khi gan bị nhiễm độc, bạn nên ăn những thực phẩm dưới đây. Đây là cách giúp bạn thanh lọc cơ thể, giải độc gan một cách lành mạnh mà không cần dùng đến thuốc. Uống nước chanh. Hàm lượng vitamin C dồi dào không chỉ có tác dụng chống oxy hóa cho các tế bào, mà còn có khả năng kích thích sự hoạt động của gan một cách hiệu quả nhất. Nước chanh giúp cân bằng lượng kiềm và lượng pH trong cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch cho bạn, giúp gan khỏe mạnh và có làn da săn chắc, mịn màng. Uống nước chanh mỗi ngày để thanh lọc gan là cách tốt nhất mà không tốn kém, lại vô cùng hiệu quả. Ăn nghệ. Nghệ giúp làm giảm cholesterol trong máu, hạn chế mỡ máu, giúp gan khỏe mạnh hơn, chống các gốc tự do tấn công lá gan của bạn. Bạn có thể dùng nghệ tươi nấu kèm với thịt, cá hay làm viên nghệ mật ong, giúp nhuận tràng, lại tốt cho gan, đẹp da. Ăn bưởi, uống nước ép từ trái bưởi. Ăn bưởi trực tiếp hay uống nước ép từ trái bưởi mỗi ngày để giúp cơ thể thải hết độc tố bên trong. Do bưởi chứa hàm lượng cao vitamin C và chất xơ lớn, chứa chất chống oxy hóa cao, glutathione phân hủy kim loại nặng, hợp chất flavonol giúp thanh lọc, giải độc gan, ngăn các gốc tự do tấn công lá gan của bạn. Ăn trái bơ sinh tố bơ. Theo một nghiên cứu năm 2000, các nhà khoa học đã cho rằng trái bơ giàu chất glutathione, một hợp chất giúp đào thải độc tố của gan cực kỳ tốt, bảo vệ gan dưới tác động của các gốc tự do. Đồng thời, bơ cũng là một trong những quả bổ sung lượng vitamin và khoáng chất tăng cường chức năng của gan, phân hủy chất béo, ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ. Thường xuyên ăn bơ, sinh tố bơ để có gan khỏe mạnh. Với những người nhiễm độc gan, ăn bơ thường xuyên sẽ giúp gan thải độc rất hiệu quả, đẩy lùi tình trạng như đắng miệng, táo bón, nổi mụn nhọt. Ăn táo, uống nước ép từ táo. Mỗi ngày một trái táo trong chế độ ăn uống sẽ giúp bạn có lá gan khỏe mạnh. Lượng vitamin C dồi dào cùng peptide và chất xơ trong táo sẽ giúp bạn loại bỏ độc tố trong gan, đường tiêu hóa, trong cơ thể và cả hệ thống máu của bạn nữa. Quả đu đủ. Theo y học Hindu truyền thống, quả đu đủ và hạt của nó đều có tác dụng chữa bệnh gan nhiễm mỡ và giải độc gan rất hiệu quả. Hơn nữa, đu đủ hỗ trợ việc đốt cháy chất béo trong chế độ ăn uống một cách nhanh chóng. Sau đây là cách điều trị gan nhiễm mỡ với quả đu đủ và hạt đu đủ. Nghiền từ 5 tới 6 hạt đu đủ khô, trộn bột này với một muỗng nước ép chanh tươi, uống 2 lần mỗi ngày trong vòng 1 tháng.
Ngoài ra, ăn thêm một lát đu đủ chín với mật ong mỗi ngày. Nếu bạn thấy video này hay thì xin hãy like. Thấy cần góp ý thì xin hãy đưa ra bình luận của mình ở bên dưới. Và nếu bạn thấy video này hữu ích cho cộng đồng thì xin hãy chia sẻ. Hành động của bạn tuy nhỏ nhưng mang một ý nghĩa vô cùng lớn lao.